Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chú thỏ. Để móc một chú thỏ này thì đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 5 mũi móc đơn. Một mũi móc đơn trong vòng tầm 3 thỏ, sau đó mình sẽ móc tăng dần lên 7-8 hàng. Và thứ 9 thì mình sẽ móc vào đây là các sợi len màu trắng. Sau đó mình sẽ móc phần tai. Phần tai mình sử dụng ở đây là 3 móc xích, sau đó móc vào đây các mũi móc đơn và mũi móc thu để tạo thành phần tai này. Phần mắt mình sử dụng đây là mắt 5 mini, len mình sử dụng đây là len Nikotone. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu. Vật liệu sau đây: một con em màu nâu, một con em màu trắng, một con em màu hồng nhạt, một cái kéo, một cái kim, một cái móc và một phần mắt. Đầu tiên mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Mang lên cho mình 4 móc xích, 4 móc đơn. Rồi mình sẽ rút sợi len hiện ra. Trong khi mình sẽ mũi đầu tiên qua hàng. Và tiếp theo mình sẽ móc ở đây 2 mũi móc đơn cùng một chân. Đó, mình sẽ kết hàng. Phần tiếp theo, trên mũi đầu tiên mình sẽ móc vào một mũi móc đơn. Trên mũi thứ hai, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ làm lại tương tự như thế. Phần tiếp theo mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn là 2 chân mũi. Cái mũi tiếp theo 2 mũi móc đơn cùng 1 chân. À, hàng thứ 5 và hàng thứ 6 mình sẽ móc mỗi chân mũi là một mũi móc đơn.
Tiếp theo ba chân mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 31 đơn. Mũi tiếp theo mình sẽ móc vào đây 21 đơn cùng một chân. Mình sẽ móc lại tương tự như thế.